bạn mượn cái giống này đi cho em. Ghẹ ngon. Ô, bạch bà chê. Ghẹ. Nô bạch chê. Ngon. Chưa gì ba vô quốc khí thế. Chưa dọn sòng nó ba vô chơi rồi. Trời ơi. Con này nữa. Vậy mấy sung à. Chơi vậy nó mới thấm. Nướng cái lật qua lật lại chở đưa này vô. Cá giò khác, cá tra khác hả? Cái giò là cá tra chứ khác. Rồi vậy là được. Cá giò với cá tra là ăn loại một. Được không cô ơi, hâm lại luôn coi. Ừ. Hâm lại luôn. Đúng không ạ? Còm rồi đó. Đánh trận cuối đánh phải hết hết luôn mà. Đánh trận lớn này. Ừ, đánh trận lớn. Đánh đây lẻ hoài mệt quá, tốn sức quá. Từ quá. Ngồi bên đây chảy với con cá này. Ngồi bên đây gần nướng đưa lên quất luôn. Ờ nó lên nước ngọt không à. Nó mềm rồi. Mà ginh lên bể. Thấy đi. Để không? Để, để, để đây nướng lên vô rồi. Ginh lên bể cái bập nó mất công. Mấy lò nữa. Trước khi bưng vô đây là phải niệm với chị đàng hoàng mới bưng lên chứ. Mày không ngoài đi. Rồi, bay vô trong đi. Con ở đây hả? Con cung cấp mọi cho. Ba chơi rồi Mỹ thì vui. Ốp. Nay đấu rồi, sáng về sớm cho khỏe. Ừ. Cua với nướng tôm với nướng cá. Cá giò. Cá giò chứ ai kêu cá lóc. Cá giò. Đây là con cá giò. Cá cha. Cá cha là cá giò đó, hiểu không? Cá cha là khác, cá cha là cá bự. Cá cha là cá giò. Cá cha là con cá bự, còn cá con cá nhỏ, con này là con cá giò. Đây là con cá cha. Không chơi vậy.